Huế này, Cái Tư này. Rau thơm nè các bạn, rau thơm đang lá rất là to luôn, này lá rất là to, rau thơm. Ở đây nó có cây hẹ cũng mọc trong đó luôn, này là rau thơm đó nè các bạn, rau thơm. Đây là củ cải trắng này. Củ cải trắng mình ăn cái đầu nó mọc lên, mình bỏ vô trồng bây giờ nó mọc được có bông luôn rồi này. Củ cải trắng có bông này. Không biết nó có củ chưa không biết, nhưng mà thấy nó có bông này rất là cao luôn nha, cao luôn á, cả 4 tấc có đó, không biết có củ chưa. Mình ăn xem mình game nó cũng mọc, mình cũng trồng trăm chậu luôn. Đây là cây cây lựu, ồ cũng mọc rất là đẹp luôn. Mình trồng ở ngoài trồng trong chậu, mùa đông thì lấy vô nhà, mùa hè lấy ra trên, lấy ra ngoài rồi. Đây cái lựu cũng mọc rồi, mọc lá đẹp lắm rồi. Chiết ra nè các bạn, chiết ra cho chậu, chiết ra bên chậu kia nhiều quá, đặc quá, chút nữa mình sẽ chiết thêm nữa, chiết thêm 2-3 chậu ra nữa, bên kia đặc quá. Đây là rau găm của mình nè, à, nó có cái hộp tía tô nó gớt ra vậy nó cũng mọc lên nè. Cái tàu nữa nè, ba cái tàu đây là cũng cả cái bạc hà, cái miên thơm lắm, cái miên này rất là thơm luôn. Đây là rau canh dế, canh dế với lại cái tàu. Đây là cây đậu sống mà không biết kêu cái gì, nó cũng đây là cây hầm, hầm đây là canh dế với tôm, lớp cột kia nó cũng mọc. Thank you.
hai cây thôi, cây nhỏ xíu mà cũng tính chạy thế nè. Cây cũng là cây blueberry. Cây kiển này, cây kiển không chắc nó khô queo, giờ để ra ngoài cho nó mọc lên nè, mọc tươi và đẹp luôn. Đây là cây sả. Sả nó mọc không mấy nhiều.